thì mình đã chuẩn bị đây là một chén gạo và có nhang ở đây, cái hộp quẹt. Dũng ơi đưa anh hộp quẹt đi. Thì các bạn có thể biết là hôm nay mình sẽ chơi cái gì đó, đúng không? Nếu mà đã liên quan đến chén gạo này thì chỉ có liên quan đến ma đói cho các bạn. 2014 Singapore. Đồng xu của Singapore luôn các bạn. Rồi 2014 cách đây mấy năm. Anh em để đồng xu vô ở trong trong phía dưới của gạo nha. Rồi, ok. Bây giờ đốt ba cây nhang lên đi. Đốt ba cây nhang lên. Ok rồi, ông cắm vô đây luôn đi. Cắm vô trong đây luôn. Đó, rồi. Rồi. Có thông cây hương nữa rồi. Anh cứ gõ đi. Bẻ ra cái ở trên đó. Bẻ ra nửa. Bẻ ra một nửa đó. Xong rồi ông bẻ ra đi. Rồi. Rồi, còn cái khói này á mình giữ trong cái đó, bây giờ ông chà sát luôn á cho nó tắt lửa luôn á. Chà cho nó tắt lửa luôn. Rồi. Rồi, ok chưa? Bây giờ cơm á. Cơm này còn đồng xu ở bên trong đúng không? Rồi. Ok. Cái chén này á là đã xong rồi, xong của cái bổn phận của cái chén. Mình sẽ để cái chén bên đây luôn. Rồi, đây là cái phần cơm là quan trọng nè. Tại vì sao mà cái mình lại bỏ cơm vô ở trong cái này? Cái phần này là phần quan trọng nè. Bây giờ anh em mỗi người nếm một nắm cơm. Xong rồi bắt đầu bỏ vô trong miệng ngậm. Ngậm thôi không? Ngậm thôi. Có cái nào ngậm thành cơm? Hả? Ngậm. Tại vì cái cách đó nó sẽ giúp cho mình thấy được ma đói, ngậm thôi. Rồi mỗi người một nắm á, mày ngậm được có hàng đâu. Một nắm ngậm bỏ vào miệng. Ít quá, lấy tiếp đi. Ngậm thiệt luôn à. Rồi. Từ từ cứ giữ đi, từ hãy ngậm. Chút nữa bắt đầu từ ngậm. Rồi, ok. Là Mập Mon đã đưa cho mình gạo hồi nãy mà Mập Mon đã cầm rồi thì mình đã nói với Mập Mon là giữ cho mình một phần nữa. Đó, để chút nữa có thể mà chia cho hai anh em để mà ấy được. Thì á, cái số gạo này á là bây giờ anh em sẽ ngậm vô. Có một cái là nếu mà anh em làm rớt gạo ra ngoài á là coi như là cái son á nó sẽ đập vô anh em, nên rất là nguy hiểm. Cho nên là tại vì á, thường á mình thấy ma mình hoảng quá cái mà mình thả mồm ra cái là gạo rớt ra ngoài hết rồi. Cho nên là anh em chuẩn bị nha. Gạo chia ra mặt, ok chưa? Bây giờ anh em chuẩn bị ngập nha. Ngập hết rồi hả? Chuẩn bị ngập hết. Một người quan tiên ngồi đi cho lời trên. Thôi, còn đi, thấy sợ. Thấy chưa? Chuẩn bị ngập nha anh em. Rồi, 1, 2, 3. Anh em có ai nhả đâu mà sao đập vô mình vậy? Gọi, nãy chọc tụi em đúng không? Nãy giờ tụi em đang ngủ. Ủa, về quê sao lên nhanh vậy anh Bảo? Tưởng chiều này mới đi xem phim xong rồi về quê rồi. Tụi em mới ngủ được tiếng thì anh về anh Bảo. Trời ơi.
Mà anh về quê có việc gì? Sao? Ủa anh Bảo sao vậy? Sao Bảo đứng đây vậy? Chọc gì mà chọc? Vô trong đi. Gì vậy? Bảo diễn Bảo. Anh Bảo. Bảo làm gì thôi? Người anh Bảo bình thường mà. Ủa? Có đâu khi nào gì đâu. Có khi nào đi về? Ủa, gì? Sao? Cái gì Bảo? Trung ơi, tôi sợ. Tôi sợ nhiều khi ông Bảo ông đi xe rồi gặp tai nạn gì ở Trung, rồi giờ xe có bị sao? Nhiều khi ông mất trí vậy. Xem đầu bị sao không Trung? Anh Bảo. Có bị thương có chuyện hay gì mà? Ừ, là sao? Ông lúc mà không đợi được xe rồi. Lúc có lúc không. Lúc có lúc không là sao anh Bảo? Là sao? Thôi đi tiếp đi. Anh Bảo lên cái gì vậy? Ghi anh Bảo chắc nha Trung. Tự nhiên ông đây là cái đường mình đi có gì đâu. Tôi cảm giác như á Bảo tôi không nói đâu. Ôi, anh Bảo anh bị mất trí nhớ xong rồi anh bị điên lắm rồi anh Trung ơi. Tôi sợ hoặc là trường hợp thứ hai á, anh Bảo đang nói chuyện với một tinh hồn. Thôi đi thôi chứ không sao đâu. Ôi giờ uống nước rồi anh lên. Ôi vừa thôi. Chủ yếu là mình quay thôi nha các bạn, chứ mình không có đụng đến nó nha. Cho nên là anh em đụng đến nó cũng được, nhưng mà có hậu quả nha anh em. Cho nên là anh em hạn chế. Mình sẽ nhắc lại là tại vì sao mà người ta hay dùng lưu hương. Nến là đa phần là các bạn có thể triệu hồi được những con ma nó rất là yếu. Nhưng mà đã dùng đến lưu hương nữa các bạn, là các bạn có thể dẫn được quỷ về luôn các bạn. Cái lưu hương đó là cái dòng khói của nó là nó sẽ đi xuống thẳng địa ngục của nó nè. Xong rồi, mới ăn đi. Đây. Anh đi. 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 Anh đi
cái mùi của cái tóc này nó hôi, nó hôi giống y như mùi thịt chết luôn đó bạn. Ban đầu là mình tính lấy 3 lá luôn, tại vì chơi là chơi 150% luôn cho nó chắc cú. Chứ chơi mà 100% thì mình vẫn chưa có ấy đâu. Đúng rồi. Đi xin bên đây các bạn ơi. Đi ra ngoài mà cửa nó không có mở. Mà chúng ta phải thoát bạn. Mười ba. Ok. Vậy là mình sẽ quay được cái cảnh con mà nó ăn cơm rồi. Ừ gì đấy. Ôi vậy 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 nó xuất hiện không? Cái gì? Vậy nó xuất hiện không? Nó xuất hiện ra này. Ôi, nó xuất hiện ra ăn cơm này. Tạm thời nấp đi. Thôi em quên à. Tính kêu cầm hai cái đèn luôn cho dễ, một cái đèn khó quá nè. Các bạn đợi xem thành quả của anh em của tụi mình nha. Hiện tại là bây giờ anh em của tụi mình họ đang đứng ở hàng và anh em của tụi mình sẽ canh cái con mà đó thôi. Ok. Hey. Chưa, đợi trong vòng 15 phút đấy đã. Nó chưa tới liền đâu, anh em mình mới đi mà. Nhưng mà mình không thấy con ma đó nó đến. Thôi. Nó xuống phá đi. Xuống phá ngay tức đi. Để mở đèn. Nhiều khi nhắc cho mình không có nén nó không xuất hiện được. Ừ, anh Nghi nhiều khi nến quá. Tại vì mấy lần trước đó là đa phần anh em mình chơi nến không à. Sao để cửa mở vậy? Ủa? Chuyên gia lên trước giờ vậy luôn. Ủa? Sao? Khi nào? Lần nào? Tôi đóng cửa vậy? Thì anh kêu em đi vô sau cùng, em hay đi ra ngoài đây mà. Cửa đi mày. Cửa đi. Nhỏ, hồi đã có ai đâu. Ông chuyên gia luôn, mở giờ.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức. Thì nghi thức của chúng ta khá là đơn giản. Anh Minh bỏ cái hộp quẹt đây đi. Anh Minh bỏ hộp quẹt đây đi. Rồi, tại vì do là mình đang cầm máy quay cho nên là mình sẽ không phải là người gõ chén được, tại vì cái tay một tay kia cầm rồi. Nhưng mà cái trò này á, nó khác với trò gọi ma đói lần trước của em. Đó chính là mình phải cần có một nghi thức, và cái nghi thức đó là người đại diện sẽ là người cầm cái đũa để mà gõ. Tôi nghĩ là ông Mập đi. Hôm nào Mập vẫn còn đang thiếu tốn thì hãy tới thưởng thức chén cơm này. Mà ông nhậm ở trong đầu, hiểu chưa? Nhậm ở trong đầu 3 lần. Rồi khi mà ông nhậm thì để tôi xem tình hình xung quanh. Tại vì thường thường á là tôi thấy là nó sẽ linh nghiệm ngay lúc ông nhậm luôn đó, chứ không cần gõ nữa. Rồi ông chuẩn bị ông máy đi. Không nói lên lời. Ông nhắm mắt vô ông ngẫm đi. Không, là nhắm rồi sao để ông biết ba lần trong đầu? Thì ông nói với tôi là ông xong. Okay. Có nghĩa là khi mà xong cái đó là bắt đầu ông có thể nhấc tay lên được rồi. Okay. Rồi. Bắt đầu nha. Ủa cái cửa nãy em đóng chưa vậy? Nãy đóng rồi. Đúng không? Rồi, ok, xong rồi. Xong chưa? Xong rồi hả? Xong rồi. Tự nhiên em thấy lạnh. Ok. Nhưng mà tình hình. Nổi hết chè gà. Thấy cái cường mờ mờ kiểu gì. Đúng không? Nhìn cái đèn cày nó thổi. Thôi kệ đi. Bây giờ nha. Gió nó thổi vào rất là lớn này. Để bây giờ thử Mập Mon thử xem ơi làm cái cuối cùng ơi. Ông lấy cái đồ đũa ra được rồi đó Mập Mon. Nó xuất hiện. Mấy chén cơm còn nguyên luôn. Hồi nãy tôi thấy nó ăn mà. Hồi nãy tôi thấy nó ăn nhiều lắm mà. Tôi nhìn thấy chén cơm còn nguyên luôn á. Nãy vùng vãi ra khắp nơi luôn mà. Không có gì đâu. Ủa? Ở chị này là sao giống? Ông nói gì đi. Có đồng tiền còn không? Có đồng tiền còn không? Con có lấy không? Không, còn đồng tiền. Tiền vẫn còn. Nghĩa tức là nó ăn thần hồn của cơm luôn đúng không? Cơm đồng tiền. Vậy là sao? Giờ còn sát cơm à? Em không biết nữa.
Thôi cơm này không, cơm này không sử dụng được đâu. Thôi đi 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 ra ngoài coi thử. Còn có một phần thôi. Ờ, để tôi bật đèn nha. Tầm này chắc tầm 3-4 giờ rồi. 3 giờ đúng luôn chứ, 3 giờ 4 giờ gì? Tự nhiên ngoài đường lạnh lắm luôn á. Ngày nào cũng ở ngoài đường lạnh thật. Thì ngày nào anh trở về khuya vậy? Ừ. Đâu sao cơm còn còn đi đây. Cơm còn đúng phần à. Thôi lấy lại cho ổng luôn đi. Trong này đông hả? Thôi. Ừ, trong này trong nhà cũng đông. Đông gì? Thì ngày nào ở đây cũng đông mà đúng không? Thì anh em mình ở đây chứ đâu nữa. Ê, tôi cảm thấy lạnh quá, ông tắt quạt giùm tôi. Sao tự nhiên cảm thấy rất lạnh vậy? Anh thấy ấm mà, ấm hơn mà. Ấm hơn gì? Ừ. Trời, ở ngoài đường nhiều lạnh. Dạo này mưa nữa. Mưa lạnh thì giờ em thấy lạnh à. Anh đi qua mấy cái đoạn đường á, anh tưởng là chú gốc cây thôi, không mưa không đi được. Gì vậy? Gì? Chú gốc cây gì? Ừ. Cái áo mưa đâu? Thì áo mưa đâu có đâu. Gì? Ừ, mai mấy thằng mua anh cái áo mưa nha. Ờ, mà ngoài đường, mà ở ngoài đường cũng có mấy đứa trẻ con đó, nó chạy đi chạy lại nhiều nữa. Mua mấy cái nha. What? Trẻ con gì giờ này? Thì mọi hôm á, mọi hôm anh đi qua lại ở đường á. Nha. Rồi tự nhiên mua từ đó chị. Mấy lại một ít cam nữa. Cam mấy gì? Mấy đứa nó thích ăn cam. Cam à? Ừ. Mọi cái uống đi, mọi bài đặt hôm nay xin nữa, mọi khi uống bình thường đi. Sao tự nhiên tôi cảm giác lạnh thế ta? Mình ủa anh Minh rồi, hồi nãy ai chở anh về? Anh đi bộ về. Mọi khi anh nó nói rồi mà, đi bộ về. Chứ mọi khi anh mọi khi đâu ai có xe đâu, tôi đi bộ về luôn. Đi về muộn mà. Sao tự nhiên anh đi về muộn vậy? Ừ. Chị con ông hôm nay ông khùng điên ba chợ vậy. Ừ, thôi anh lên gác ngủ đây. Sao tự nhiên hôm nay đòi lên gác ngủ vậy? Đâu thì bình thường anh vẫn lên gác ngủ mà thôi. Bình thường vậy, bữa nội khi anh ngủ dưới đây mà. Ông sao? Mẹ. Ông sao? Ông là tổ mà. Ê. Má, tôi nói cho giàu thôi. Ê. Thấy ông bị sao quá. Thấy ông bị sao á. Ăn như chết đói vậy. Ừ. Đôi. Chén cơm của ổng rồi. Ôi. Hả? Sao thì xe đi. Thôi. Ủa sao chén cơm của ổng còn đây vậy? Vậy ba không có ăn nó xong luôn á. Hả? Ủa chả léo không ăn cơm. Ổng bị xì đây nè. Ê mà. Ai vậy? Ai vậy? Mở cửa em. Mở cửa em đó. Ai vậy? Ai vậy? Mở cửa em. Minh hả? Ê, có tiếng định mệnh hả? Đính. Có tiếng định mệnh hả? Ôi. Nghe rồi đấy. Gì? Mở cửa. Mở cửa. Anh Minh hả? Ừ. Ngủ anh hả? Trời. Nó làm gì á? Ôi. Trời ơi, định vậy. Mẹ, tôi chở anh Minh về. Thì nãy có rồi định mà, định hướng cho trở về. Ủa? Sao? Không vừa vừa hoài kìa. Điệt thật. Bà, Minh ấy... Ôi dồi. Né, đẩy xe lên thôi. Thôi, mấy ông đẩy xe vô đi, mấy ông đẩy xe vô, tôi kể chuyện này. Má, hồi nãy tôi cố tình tôi hỏi ổng tối ổng đi với định mà ổng mà không biết là tôi nghi rồi. Đang quay. Rồi ra ngoài đi, ra ngoài đi, ra ngoài đi. Ê. Ra ngoài đi đi, ra ngoài đi đi. Ra ngoài đi đi. Ra ngoài đi. Lại. Hả? Từ từ. Ra ngoài đi. Nó nhỏ. Nó nhỏ. 3 giờ sáng rồi đó. Hả? Nó nhỏ rồi. Là tối giờ anh đi với anh Định đúng không? Ừ. Tối giờ anh đi với anh Định đúng không? Ừ, sao? Anh em đi trên net mới về ba. Ngủ cái giờ gà lên. Thì em biết thôi. Lại quay ma. Quay ma gì đâu, không phải. Gặp ma luôn rồi.